và Mai Phương lại quay trở lại với một set đồ mà Phương nghĩ rằng là những cô nàng công sở sẽ cực kỳ mê mệt, bởi vì nó vừa trẻ trung này, nó vừa hiện đại, nó vừa fashion mà nó vẫn rất là lịch sự để chúng ta có thể mặc đi làm hoặc đi chơi. Đầu tiên nha, phải nói đến là chiếc quần này. Chiếc quần này Phương cực kỳ thích luôn, bởi vì là nó mặc rất thoải mái, nó là co giãn 4 chiều và vải của nó không kiểu bị bì hay bị dày giống như một vài cái mẫu quần bò khác đâu. Đây mọi người có thể nhìn gần thấy rõ nhá, rất là xinh luôn. Và em này ấy thì có một cái thiết kế rất đặc biệt, đó là có một cái phần gọi là phần rách ở phần này đó, nhưng mà nó rách rất là tinh tế, rách ở đúng phần đầu gối thì sẽ giúp cho chúng ta cử động, chúng ta giơ chân lên rất là thoải mái này ấy, hoặc ngồi xe máy nó không bị căng cái phần đầu gối, vì nhiều khi là quần bò mà nó không rách cái phần đó thì nhìn mặc nhiều khi chúng ta ngồi chúng ta sẽ không cảm thấy thoải mái đấy. Và chất liệu nhá, mọi người nhìn này, có giãn rất là thoải mái luôn này đó, có phần đai để chúng ta đeo beo giống như Phương đang đeo này, có thể phối với một cái beo giống như Phương đang đeo, hoặc là không thì các bạn có thể là phối với những cái beo mỏng hơn, cái này thì là kiểu bản dày, mọi người có thể mặc beo mỏng hơn nhá. Em này thì lại có size là SML, như Phương thì Phương 48kg và đang mặc size S đó, nên là các chị em ví dụ như trên 50kg thì sẽ mặc size M này, còn trên 55kg, 60kg thì sẽ mặc size L. Phần này rất là xinh này, và có một cái điều đặc biệt của cái em quần này nhá, nên giá rất xinh đúng không, giá cực kỳ rẻ luôn. Phương nghe đâu đó vừa mới nghe thông tin được á, là chiếc quần này chỉ có giá hơn 400.000 thôi, cực kỳ rẻ luôn đó, giáng sinh mà lại rất rẻ nhá. Tiếp theo là đến cái áo mà Phương đang mặc này. Áo này thì là áo sơ mi thô, nhưng mà thô kiểu thô rất là mềm ấy, mọi người nhìn này, gần thì mọi người sẽ thấy rõ cái chất liệu của nó hơn nhá. Đấy, kẻ cũng rất là tinh tế, nó là dáng tay dài, nhưng mà chúng ta sẽ kéo lên như này, nhìn cho nó thoáng dáng áo hơn. Dạng cổ đức này, chúng ta có thể là đóng hết cúc này, hoặc là thả một hai cây cúc ra. Dáng áo basic nha mọi người, mặc đi làm, đi chơi cũng rất là xinh. Quần jean này thì chúng ta có thể phối với áo sơ mi như thế này, hoặc là phối với áo phông này, hoặc là phối với những chiếc áo crop top 2 giây cũng được, hoặc là chúng ta có thể mặc quần jean với cả những cái áo kiểu dạng như là áo váy, tức là nó sẽ trùm qua phần eo một chút, vẫn rất là xinh, bởi vì là được dạng quần bó thì rất là dễ mặc rồi.